Hello, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Shop Web của Chibi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với video kiểm tra đơn hàng của ngày 18 tháng 12. Để thay đổi bổ sung đơn hàng, hãy gọi điện đến số 0937 899 707 trước 9 giờ tối để Shop Chibi có thể thay đổi đơn hàng theo ý muốn của bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với đơn hàng đầu tiên, đó chính là đơn hàng của bạn Kim Ngọc. Đầu tiên đó chính là bút chì 36 màu. Đây là bút chì có 36 cây màu ở trong nha, 36 cây màu khác nhau. Và ở đây nó có một cái cây chuốt nữa nè, cây chuốt bút chì. Và những màu sắc bên trong thật là lấp lánh quá đi. Cây này, cái nắp á, rất là tiện lợi luôn, chúng ta có thể chuốt chì được nè. Đó, còn cái hộp đựng bút á, thì wow, có một chú hổ nè, bạn đồ gì đó cũng không biết luôn. Màu xanh lá, hình như siêu nhân. Rồi, thì cái bộ bút chì 36 màu này có giá là 70.000 đồng. Thứ hai đó chính là máy quạt đeo cổ 150k. Đây là cái máy quạt đeo cổ nha mọi người. Đây là máy quạt đeo cổ nè, màu xanh. Đây, cái dây này chúng ta có thể điều chỉnh theo ý muốn nè. Bật nó lên như vậy. À, chưa có pin nhỉ? Đúng là chưa có pin. Chúng ta cần phải... Cái này xài sao đây ta? À đây, ở đây nó có một cái dây sạc nè. Đó, mọi người sạc pin vô xong rồi bấm cái nút này vậy là có thể sạc được thôi. Bởi vì cái máy này á, nó không có pin sẵn bên trong đâu nha. Rồi, cất vô cho mọi người nè. Cái máy quạt này nó màu xanh nước. Cái máy quạt màu xanh nước nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cái máy quạt đeo cổ này 150k nha. Đó chính là một cái bộ tranh thêu có đá nè mọi người. Đây là bộ tranh thêu có đá nha. Đây là mấy cái màu chỉ thêu nè. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cái bộ tranh thêu này có giá là 5.000 đồng. Tiếp theo đó chính là gom tẩy daily, có giá là 7.000 nha. Gom tẩy daily này rất là xịn sò luôn, mà học sinh hay xài đó. Đây là cục gom tẩy daily màu đen nè, bôi không sợ dơ nha. Cái cục gom màu trắng thì bôi nó dễ bị dơ, nhưng mà màu đen thì không sợ luôn. Bởi vì nó màu đen mà đâu có sợ dơ nữa đâu. Ai hi. Thì đây là cục gom daily 7.000 đồng. Tẩy rất là ok luôn nha. Kiểu như là khi mà viết chì lên đó thì chúng ta bôi sẽ rất là sạch, sạch hơn những cục gom khác nhiều luôn. Rồi tiếp theo đó chính là đây nè. Cái này 7.000 đồng. Á, nhầm rồi. Cái chanh theo này có giá là 10.000 đồng chứ. Ai hi hi. Rồi, sản phẩm cuối cùng đó chính là một cái gọi là một cái bịch cào thang nè, một cái cuốn sổ ma thuật nhỏ đó, kiểu gì á, chúng ta sẽ cào nó ra rồi bên trong cái nàng công chúa hiện ra nè. Nó thì cái bộ cào này có giá là 5.000 đồng nha mọi người ơi. Kết thúc đơn hàng của bạn Kim Ngọc, chúng ta qua đơn hàng thứ hai nha. Đơn hàng thứ hai là đơn hàng của bạn Đặng Huỳnh Như Anh, một cái tên thật là mỹ miều phải không nè, Đặng Huỳnh Như Anh nha. Cái đơn hàng này có giá là 175.000 đồng. Đầu tiên đó chính là một băng keo cá nhân. Đây là một băng keo cá nhân này mọi người. Cái băng keo cá nhân hình công chúa Disney cái kiểu ha, rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn. Bên trong sẽ có rất là nhiều miếng băng keo khác nhau, tha hồ thỏa sức mà băng bó. À dở hết, nhưng mà khi mà chúng ta băng bó vết thương thì cái băng keo này chúng ta có thể ngắm cảm thấy thoải mái hơn, thì cảm thấy là bớt đau hơn đó mọi người. Cái này là giá trị tinh thần thôi nha, chứ không nói là ngắm cái này hết đau nha. Thì cái bộ băng keo cá nhân này 5.000 đồng. Tiếp theo là vỡ trắng hình trái tim. Đây là vỡ trắng có hình trái tim nè. Vỡ trắng hình trái tim này là 10.000 đồng. 10.000 đồng một đôi vỡ trắng hình trái tim nha. Còn đây đó chính là bút BT21 có giá là 5.000 đồng. Một chú ngựa hả? Một chú ngựa BT21. Đây nè, một cái bút màu xanh lá có kim tuyến xung quanh. Bạn nào biết tên chính xác của cái con vật này thì hãy bạn nào biết tên chính xác của cái chú này á, của cái chú bằng nhựa này nè, chú ngựa bằng nhựa này, hãy comment bên dưới chị biết với nha. Đó, cái bút màu xanh lá có kim tuyến thật là đẹp mắt luôn phải không nè. Tiếp theo đó chính là mặt nạ giấy 12.000 đồng. Đây là mặt nạ giấy dùng để lọc mụn, hoặc là chúng ta có thể pha chung với sữa hoặc là trái cây xong rồi trộn lại đắp lên mặt. Cũng rất là an toàn luôn nha, bởi vì đó là mặt nạ do chính mình làm đó. Rồi, cái mặt nạ giấy này có giá là 12.000 đồng. Rất là an toàn với rất là thân thiện với môi trường luôn, bởi vì nó làm bằng giấy mà. Sản phẩm thứ 5 của chúng ta đó chính là quạt gương
có giá là 80.000 đồng nha. Đây là cái quạt gương, đây là cái quạt gương đó nha mọi người, quạt gương hình con lợn nè, đó là xinh xắn luôn. Ở trên này có hai cái quay quay quay, ở đằng sau này là cái nút bấm nè, cái nút bấm của cái đèn đó là sáng luôn. Ô, bấm hai cái là cái quạt nó ra nè, ô mát quá. Bấm cái thứ ba là nó sẽ tắt nha. Rồi ok, cái quạt gương này 80.000 đồng nhưng mà cũng rất là tiện lợi luôn, cái quạt gương hình con heo đó. Nãy giờ nói chuyện cứ bị chấp chấp, xin lỗi mọi người nha. Để lại sai nữa rồi. Đây, cái quạt heo 80k. Tiếp theo đó chính là hai hình BTS có anh chàng Jungkook góc nữa nè mọi người. Đó, thì sau này là những anh chàng cực kỳ đẹp trai, chỉ biết tên của Jungkook với Jimin thôi. Rồi, mọi người biết tên những anh trai nào còn lại hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Thì mỗi cái hình dáng VCS như vậy là 10.000 đồng, hai cái là 20 nha. Còn đây chính là hình dáng Blackpink. Blackpink có giá 10.000 đồng. Lisa tóc vàng nè. Đó, Jennie nữa. Rồi, thôi. Quên tên của mấy con nàng này nữa rồi, thiệt sự luôn á. Mình thật là kiểu có một trí nhớ thật là kém cỏi. Thì cái hình dáng Blackpink này có giá là 10.000 đồng, tiền ship nữa là 33.000 đồng. Kết thúc đơn hàng các bạn Đặng Quỳnh Như Anh nha. Đơn hàng thứ ba là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Ngọc Tâm có giá là 152.000 đồng. Đầu tiên chính là ba cái kim bấm mini. Mỗi kim bấm là 5.000 đồng, ba cái là 15 nha. Có kim bấm mini màu xanh lá nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, ba màu sắc khác nhau giống như là ba cây đèn giao thông vậy đó. Đèn màu xanh là chạy nhanh nè, đèn màu vàng là chạy chậm, đèn đỏ là dừng lại luôn. Đây, đèn xanh được chạy chứ không phải là chạy nhanh rồi phóng đi đâu mất tiêu luôn đi nha. Đó, mỗi cái kim bấm mini 5.000 đồng, ba cái là 15 nha. Sản phẩm thứ hai đó chính là một cuốn sổ ma thuật A4 có giá là 32.000 đồng. Đây là sổ ma thuật A4, chúng ta có thể vẽ chữ lên này chứ đừng có tô hết nguyên sổ nha. Chúng ta có thể vẽ anime nè, rồi vẽ những chú gấu bông cực kỳ xinh xắn luôn. Các bạn nào mà khéo tay chắc là vẽ cái này đẹp lắm luôn ha. Đây là sổ ma thuật A4 có giá là 32.000 đồng. Sản phẩm thứ ba đó chính là một tủ hồng Hello Kitty có giá là 72.000 đồng. Đây là một cái tủ hồng dành cho búp bê này, đây là cái tủ đồ, ở đây là một cái gương, có một cái gương luôn nha. Đây là gương dành cho búp bê nè, Hello Kitty nè. Đó, ở đây là những cái tủ đựng tất, rồi quần áo các kiểu. Ở đây là đồ để treo váy, bên trong có móc luôn nè. Ở bên trong có những cây móc màu xanh lá luôn. Đó, thì mở tủ ra chấm thay sẽ thấy được những cái móc là hình Hello Kitty. Rồi thôi, cái tủ Hello Kitty này có giá là 72.000 đồng, ship nó 33.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Ngọc Tâm nha. Đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Lê Thị Thu có giá là 210.000 đồng. Đầu tiên chính là hai búp bê thắt bím nè. Đây là hai con này búp bê tóc thắt bím. Ở sau lưng này có những cái bím tóc, bên này thì bím tóc dài hơn, bên này thì bím tóc ngắn hơn nha. Bạn nào thích thì có thể tháo ra và thắt lại cho những con này cũng được. Rồi thì một bên là búp bê váy đỏ, một bên là búp bê thắt bím váy xanh. Đó, có mang đôi giày màu hồng và đôi giày màu đỏ luôn này nha. Đó, có khớp cổ tay, khớp đầu gối. Hình như là búp bê 12 khớp kiểu gì á. Rồi thì búp bê hắc bím có giá là 45.000 đồng một con. Nó có mắt đá nữa nha mọi người, mắt đá chứ không phải mắt trẻ nha. Rất là long lanh luôn. Thì hai con búp bê này có giá là 90.000 đồng. Sản phẩm thứ hai đó chính là combo phụ kiện 87.000 đồng. Bên trong có móc quần áo nè, có bàn nè, có ghế nè, có tủ lạnh nè. Đó, có đủ tóc, có tiền giả, có đồ nấu ăn nữa nè. Đó, nhưng mà khi mà mua cái bộ phụ kiện như vậy chúng ta sẽ lời từ 5 đến 10 ngàn nha. Đó, rất là lời luôn phải không nè. Đó, ở bên trong có cây xúc đất nữa nè nha. Đó, rất là nhiều đồ dụng cụ cần thiết cho búp bê luôn. Có đồ làm tóc nữa nè. Đó, kiểu vậy đó. Rất là nhiều đồ luôn. Có tập sách cho búp bê nữa nè. Trời đất, cái bộ combo phụ kiện này có giá 87.000 đồng. Ship nè 33.000 đồng. Kết thúc của bạn, kết thúc đơn hàng của bạn Lê Thị Thu nha. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Ngô Lý Khánh Trâm có giá là 83.000 đồng. Đầu tiên đó chính là sổ mochi 35.000 nè. Đây là cuốn sổ mochi 35.000 hình ngôi sao.
Mười chỉ ngôi sao màu vàng cực kỳ đẹp mắt luôn. Có một chú gấu đang cầm cái lá sen để chơi mua nè. Và thứ hai đó chính là một sổ ma thuật 15.000, có được tặng kèm theo một chiếc đũa thần kỳ để vẽ nha. Tiền ship 33.000 đồng nữa, kết thúc đơn hàng các bạn. Lê Ngô Lý Khánh Trâm nha. Và cuối cùng đó chính là đơn hàng của bạn Nguyễn Thái Gia Hân, có giá là 128.000 đồng. Đầu tiên đó chính là một cuốn sổ mochi hồng. Đây là cuốn sổ có mochi đùa màu xanh. Và cái cuốn sổ thì cái nền nó màu hồng nè. Đây một chú rùa đang sắp hôn một chú gấu. Wow, thật là lãng mạn quá đi. Thật là xàm xí. Rồi thôi, những cái bông hoa này rất là đẹp luôn nè. Đó, sổ hồng, có chú rùa màu xanh. Chú rùa màu xanh này mập quá, đè xuống là mập nè. Còn bỏ đó là ốm nè. Đó, sổ mochi này có giá là 35.000 đồng. Tiếp theo đó chính là một sổ legging. Đây là cuốn sổ legging nha mọi người. Một cuốn sổ toàn là hình legging bên trong. Có những trang là những cái đèn legging á, mở ra cho mọi người xem thử nhé. Rất là đẹp mắt luôn. Wow, sổ legging bên trong là có những hình legging nè. Đó, cô nàng Lisa này thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Trang nào cũng có legging hết á. Thật là đầy màu sắc luôn nè. Đây, cô sổ legging này có giá là 30.000 đồng nha. Còn đây là sổ BTS. Ôi, ở đây có một câu đó, mọi người bấm dừng thì mọi người xem nha, mọi người bấm dừng đi xem, cái này cũng rất là hay luôn. Đây có vị trí 21. Rồi bên này là hình của những anh chàng rất là dễ thương luôn. Trang nào cũng có hình BT 21 với lại bảy anh chàng sói ca của chúng ta đó mọi người. Đó, sổ BTS cũng bằng giá với Blackpink luôn, 30.000 đồng và ship là 33. Kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thái Gia Hân. Cũng là kết thúc video kiểm tra đơn hàng của ngày 18 tháng 12 rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video kiểm hàng ngày hôm nay. Nhưng mà đơn hàng ngày hôm nay á thì mặc dù là ít đơn hàng mà là những đơn hàng rất là xinh xắn không luôn á, mọi người thấy không? Nhà là có BTS, có Blackpink nè, rồi có búp bê các kiểu ha. Đó, đều rất là đẹp, những đơn hàng rất là dễ thương luôn. Cảm ơn mọi người đã mua hàng ủng hộ shop nha. Thì đơn hàng của bạn nào có bị sai sót hay gọi đến số 0937 899 707 để thay đổi bổ sung đơn hàng trước 9 giờ tối. Lưu ý không nhắn tin. Còn bạn nào muốn đặt hàng theo những đơn hàng đã có sẵn và xinh xắn ở trong này thì đừng quên, chúng ta cũng có thể nhắn tin qua Facebook hoặc là Zalo, hoặc là gọi điện đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại 0937 899 707 nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay. Mọi người thấy hay hãy like, share và team cho shop với nha. Rồi hoặc là có thể rủ thêm nhiều bạn bè xem cùng, hoặc là rủ bạn bè mua đồ chung với shop cũng được. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Bye bye.